Tôi tiễn em lên đường chiều hôm nay xa thành phố. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tony Lee Houston. Thì chúc quý vị và các bạn một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay một tuần lễ nữa là sẽ tới ngày mình ăn con gà lôi, gà tây gì đó. Nhưng mà quý vị khán giả thấy không, thời tiết trời trong xanh gió mát, nắng ấm trong hòa 70 độ F. Nhưng cái đó không phải là cái mà Tony giới thiệu với cô chú bác anh chị em Úc, mà tôi này đang giới thiệu một cái subdivision rất là đẹp, nhà rẻ, thuê rẻ, HOA rẻ và cũng rất là gần khu trung tâm của thành phố Tomball, cách chợ Hồng Kông 4 30 phút, chợ Hồng Kông 3 20 phút, chợ Hưng Đông 2 15 phút, cách nhà Tony 3 phút. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi cái video mình và bạn Vi sẽ chia sẻ một cái subdivision dưới 300k, nhà mới build, nhà đẹp, và bạn Vi sẽ chia sẻ hết tất cả những cái information về cái subdivision này. Nếu quý vị cô chú bác anh chị nào mà muốn đầu tư, muốn mua để ở thì bình luận bên dưới cái video hoặc là liên lạc với bạn Vi. Đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nhé. Đây, 2 năm qua mình trốn Covid chứ bây giờ mình gặp Covid. Đây, cái căn nhà này đang bán luôn hả Vi? Dạ, cái căn nhà này đang bán luôn. Cái giá là 270.000. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và gần 1.800 square feet. What? 4 phòng ngủ? Dạ. Trời ơi. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, gần 1.800 square feet mà chỉ có 270.000 thôi. Ok, rồi sao nữa? Tiếp tục. Thì xin chào các anh chị em, Vi là nhân viên địa ốc của Houston, Texas và những vùng lân cận. Thì hôm nay Vi với anh Tony đến review cái khu vực này và các căn nhà này. Nhà mẫu thì hiện tại họ đóng cửa, thì mình đi coi các căn nhà này họ có sẵn để mình mua luôn. Và có nhà lầu, nhà trệt, nhiều giá khác nhau. Và trong khu vực này giá từ 250.000 tới 330.000. Thuế của khu vực này là 3.2% trước Homestead Exemption và HOA là 585 đồng. Ok. Yeah. Trường học của khu vực này là trường Tomball ISD. Thì trường mẫu giáo là Rose Hill. High school là the Tomball High School. Và middle school là cũng ở Tomball Junior. Ok. Yeah. So very, very good school, good school, right? Yeah. Đây nè, nó còn bao la bát ngát. Rất là nhiều nhà vẫn còn xây ở đây. Đó. Đó. Mà bây giờ nó mới mở ra đó. Thì cái khu này giá còn rất là good deal luôn. Yeah. Đó. Cái khu này đi ra cái đường 2920 của Tomball chỉ có 2 phút thôi. Và mình đi ra đường 99 đây cũng rất là gần. Yes. Chỉ có 5 phút à. Ok, bây giờ mình đi vào bên trong đó mình khám phá có cái gì trong này người ta đang xây, nhưng mà kệ, mình khám phá đại đi. Ờ dạ. À, mình khám được gì khám, mình phá được gì mình phá. Cái nhà này là đang bán, nếu mà anh chị em nào thích muốn mua thì hãy gọi cho Vi liền. Dạ. Yeah. Đó. À, nhanh tay thì còn, chậm tay vẫn còn. Đó. Lúc mà mình bước vào. Ok. Rồi Vi nói đi. Bên đây có cái storage. À ok, khi mà mình bước chân vào thì cái này là cái gì vậy? Em nghĩ là cái storage. Vậy hả? À ok, cái storage đúng không? Dạ. Yeah. Ok, quyết định vậy đi. Rồi, sao đó? Xong rồi bên đây á là mình có máy giặt máy sấy. Ok, bên đây là máy giặt máy sấy. À cái chỗ này gara nè đúng không? Đúng rồi, cái này đi ra cái gara. Ok ok ok. Đây, đó. Đây gara. Đậu được hai xe. Đậu được hai xe. Rộng rãi. Ở trên đó. Trần nhà cũng cao. À. Đó. Rồi khi mà bắt đầu mình đi vào đây thì đi nó sẽ vào là một cái gì? Chút nữa thì mình có phía bên phải là cái là sưởi. Phòng khách nè, phòng ngay khách. Đây, này. Rồi cái phòng khách bên chỗ này. Yes, ok. Đó. Rồi chỗ này sẽ là cái bàn ăn. Yes, ok. Cái bàn ăn ngay đây. Ok. Và cái nhà bếp bên này. À. Thì cho những cái nhà này rất thích hợp cho những anh chị em mà không thích bếp đối diện thì đó. Cái chỗ rửa chén là bên này. Ok. Và cái là nấu ngay đây. À, tức là nước với lửa không đối diện với nhau. Dạ, và cái đồ hút là ở trên. Cái ống khói là này, cái đó. Đồ hút ở trên luôn. Nhưng mà đặc biệt một điều là ngay đây nó có cái cửa sổ gì đó ngoài kìa. Đó, dạ, thấy chưa? Sáng sủa. Dạ. Mình có thể đứng đó rửa chén. Dạ. Đó. Okay, rồi bên này. Right here, right here. Phía bên này sẽ có một cái phòng. Một cái phòng này có phải phòng master không? Phòng, dạ, phòng này là phòng master nè. Dạ. Đó, cái phòng này thì có double sink. Right here. Và cái standing shower bên này. Ok, đây là đứng. Dạ, yeah, tắm đứng. Tắm đứng. Rồi cái toilet là ở trong đây. Toilet ở trong này. Uh-huh. Nhưng mà bây giờ là Tony không có khám phá cho quý vị cô chú bác bạn bè xem được, tại vì nó chưa có cái toilet, thành ra không có mở nắp được. Dạ, yeah, cái này là cái walk-in closet. Cũng vừa phải, không có nhỏ. Dạ. Yeah.
lại một lần nữa tụi mình á đi quay nhà trong bóng đêm. Chỉ có kênh Tony Lê mới quay nhà trong bóng đêm thôi. Cái phòng master thì cái được hẻm ngay đây, cái gì vậy? Cái này là thêm là một cái storage nữa. À vậy à. Dạ. Ok. Rồi cái phòng này thì được hai cái cửa sổ nên hai sáng. Trần nhà cũng cao. Dạ. Yeah. Đó, 270.000. Rồi ok, rồi đi ra khỏi cái phòng master thì mình có cái gì ngay đây nè Bi? Right here. Đi đâu xa vậy? Đi right here, cái gì vậy nè? Cái này là một cái closet nữa. Vậy à. Ok. Yeah. Rồi. Xong rồi bên này sẽ là cái pantry của cái nhà bếp, cái tủ đựng đồ thực phẩm khô. À ok, rồi. Đó. Rồi xuống đây sẽ là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ bên trái. Hay. Yes. Đó, phòng này cũng có cửa sổ nhìn ra phía sau. Ok. Cái closet nó coi coi nó bự đến mức độ nào. À, cũng walk in closet. Yeah. Đó. Ok. Rồi và tới bên đây là cái bathroom trước. Dạ, cái bathroom bên này. Dạ. Thì nó có hai cái sink. Hai cái sink. Và cái chỗ toilet trong đây, chỗ tắm trong okay. đây. Ok. Cái đó là cho everybody á. Dạ. Okay. Rồi một cái phòng ngủ nữa. Là phòng ngủ thứ ba. Ngủ thứ ba. Nhà này được 4 cái phòng ngủ. Ờ, có 270.000 à. Mà nó gần 1000 mét square feet. Gần 1800 square feet. À, mà nó xây sao thành 4 cái phòng ngủ vậy. Dạ. Rồi ba rồi đúng không? Bây giờ qua tới cái phòng thứ tư cuối cùng. Đây. Đây. Rồi kia. Nhà này thích hợp cho hai vợ chồng có hai ba đứa bé đúng không? Đúng rồi. Đó, đây nè, cái cửa sổ này nhìn ra ngoài sân nhà nè, ngoài sân sau á. Và mới Hà vẫn dùng cái double pan, cái cửa sổ double pan nên rất là lợi điện. Rồi bắt đầu mình sẽ đi ra sân sau coi như thế nào. Đây, mình đi ra sân sau. Ok. Cái cửa trước với cái cửa sau nó không có đối diện nhau nha quý vị khán giả. Đúng rồi. À. Và đây, cái patio. Có được cái patio. Patio này cũng ok lắm nha. Dạ. Yeah. Cái này ba mặt gạch, nhưng mà cái mặt sau thì nó là cái gì thì Tony chưa biết nữa, nó là xi măng. Polyplank. Dạ hả? Dạ. Yeah. Ok. Nhà này được cái ba mặt gạch. Đó. Đây. Đây là phía sân sau của căn nhà này. Bên đó là cái đường. Sẽ họ sẽ xây một cái căn nhà hướng bên đó nữa. Ờ. Đó. Đây nè. Sao? Rồi cái này 270.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Rồi bây giờ em có thể chia sẻ là cái builder nào sao luôn, nói luôn nè. Thì cái builder này tên là gì? Cái subdivision này tên là gì? Cái builder này là Coleman Home. Ok. Subdivision này là Rose Hill Meadow. Ok. Và thuế ở đây là 3.2 trước Homestead Exemption là sau khi mình xin giảm thuế thì cỡ 2.8. Rồi hả? HOA là 585 đồng một năm. Ok, mình tính 600 thì cho nó dễ chơi, nó dễ trả tiền rồi. Rồi trường học là Tomball ISD. Okay. Mình đi ra highway 5 phút highway 99 với lại gần 249. Dạ. Rồi mình đi chợ cũng gần, chỉ có 20-30 phút thôi. Đó. Rồi đây là một cái khu nó gần trung tâm của thành phố Tomball. Dạ, đúng đi rồi. Ra cái là tới 2920 rồi. Dạ. Từ nhà anh Tony qua đây cũng rất là gần. Từ tiệm nail của anh đi qua cũng rất là gần luôn. Anh chị em có thể mua nhà ở đây đi qua bên đó làm nail. Dạ. Đây là một cái khu mới mẻ ha. Dạ. Rồi mình sẽ đi xem cái nhà lầu đi. Okay, để cho mọi người coi. Let's go. Ok. Có chừng á. À biết rồi. Nè đi đường này đi nè, đi đường này đi nè, cho nấy nè. Thôi đi đường này. Đường nào. Đó. Em đi bên này, anh đi cẩn thận á. À, đường nào mà cho nó đừng có sập sình sập. Coi như anh nhảy quá. Sập sình sập hầm gì đó. Bà ơi. Xoay căn nhà đi. Rồi đây, đây là căn nhà lầu quý vị khán giả ơi, quý vị các bạn ơi. Đó, căn nhà lầu này cũng đang bán luôn và builder đang giảm giá, giảm tới 9.500. Thì cái căn nhà này có giá là 305.000. Ok. 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi và gần 2.200 square feet. Quay xin điều. Có 3 phòng ngủ thôi mà nó làm tới 3 phòng tắm rưỡi vậy. Dạ. Vậy còn cái rưỡi đó cho ai? Cho khách đúng rồi. Ok. Đó, thì mình sẽ đi xem bên trong. Thổ độ bao nhiêu ngàn square feet? Gần 2.200. 2.200 square feet. Dạ. À nó cẩn quá trời, nó cẩn gạch chứ không phải cẩn đúng sòn. Rồi. 3 mặt gạch luôn. À. Chỉ có ở phía sau là bằng hardy plank thôi. Ok. Đó, phía trước thì mình có được cái patio. À, cái lan can này, cái hành lang nè. Dạ, có thể bỏ ghế ở đây ngồi nè. Đó, mình bước vào. Bước vào thì chỗ này là cái gì đây? Cái closet. Closet. Alright. Dạ, đi lên một chút thì quay. Bên này là cái cửa. Cái gara. Ờ, gara. Cái gara này nhưng mà hạ được cái một khúc chỗ này mình có thể bỏ đồ máy cắt cỏ rồi mấy cái dụng cụ
mình muốn bãi đó, bãi đây thì mình vẫn có chỗ để đậu xe mình thôi. Này, garage này cũng bự lắm nha. Nhà này nó làm cao ở trên mặt đường lắm, thì ra không bao giờ bị lục lội, cái khu này không bao giờ lục lội, ok? Đúng rồi. Dạ. Và phía bên này á, chắc cái phần nửa nè. Đúng rồi. Phần nửa nè, đó. Phần nửa vậy ngay đây nè. Đó. Không có gì cho Tony mở hết rồi, cái đây là bước cầu thang lên. Bên cầu thang. Rồi. Còn cái này là cái phòng khách. Phòng khách. Phòng ăn chỗ này. Rồi. Phòng khách có bốn cái cửa sổ luôn. Dạ, bốn. Đó, còn cái bàn ăn thì bên kia, còn bên đây là cái bếp, đúng không? Đúng rồi. À. Rồi cái kia là cái pantry. Dạ. Tụi mình là đi quay nhà mà coi như đọc và lạ đó, nhà mà coi như đang lưu sẽ bô lộn xộn như đó. Và cái này được cái patio phía sau. Bự lắm nha. Dạ. Yeah. Mà nhà này thì ở phía sau. Wow, thích quá ha, coi kìa. Ừ đó. Trời, trong thật là thơm mộng luôn. Yeah. Này giống như ok, nếu mà quý vị mà các bạn retire hay là gì vô đây ở lý tưởng nè. Mua cái căn nhà này á thì sáng ra đây á, ngồi uống ly cà phê nhìn trâu bò gặm cỏ bên kia đó, giống như mình đứng trên đồi đó, đứng trên đồi ha. Trên đồi mình nhìn xuống á, đó thấy chưa? Nhưng mà không khí rất là trong lành. Yes. Tại vì có nhiều cây. Một chú bò đang gặm cỏ. Bên này một chú Tony đang cầm điện thoại. ở phía sau rất là thích. Rồi bây giờ mình đi lên lầu đi. Đi lên lầu đi. Trời ơi trời, đi review nhà mà riết giống như hai nhà thơ vậy trời, toàn là làm thơ luôn vậy trời. Ok, cẩn thận nha. Ê, lên được cũng vậy. Được. Có sập không? Không. Ok, đi. Rồi, nói đi. Ok, đó, mình bước lên lầu thì mình có cái không gian này là cái phòng family room. Game room. Ok, có hai cái cửa sổ nhìn qua bên hông nhà người ta. Đó. Đó, thấy chưa? Đã chưa? Rồi. Thì mình đi bên phòng này trước đi. Rồi, nào trước. Bên này là có hai phòng. Cái gì đây? Một phòng ngủ nhưng mà cả phòng tắm luôn. Sao? Anh Tony đi quay video như vậy nè. Bảo trời ơi, trời cái gì quay trong bóng đêm giống như ăn trộm gì trời. À cái phòng này nó giống như là phòng full giống như master, tại vì nó có phòng tắm ở trong luôn, giống như trên đây là mỗi phòng đều có một cái phòng tắm. Vậy là hồi nãy mình chưa có cái phòng nào ở dưới sàn dưới đúng không? Đúng rồi. À cái nhà này không có phòng ngủ dưới sàn dưới đúng không? Đúng rồi. Ok. Yeah. Vậy là coi như tất cả những phòng ngủ trên này là đều có phòng tắm hết. Đúng rồi. Alright. Một. Đó, một cái. Rồi cái này là cái cho everybody nè đúng không? Dạ. Yeah. Rồi cái này là cái công cộng nè. Cái công cộng. Rồi. Cái công cộng nè. Cái cho khách khứa hay là ai mà không muốn đi trong phòng thì đi ra ngoài này. Đó. Rồi bên này là một cái nữa. Một cái này. Rồi. Cái này cũng là một cái phòng ngủ thứ nhì. Phòng ngủ thứ nhì. Nhìn ra nhưng mà đó. Cái phòng ngủ thứ nhì này thì dùng cái công cộng, cái okay. Restroom ở ngoài đây. Tại vì có cái game room ở đây nè, có thể dùng với cái phòng này. Dạ. Yeah. Hai rồi đúng không? Hai rồi. Rồi bây giờ mình qua phòng thứ ba. Phòng thứ ba. Bên đây sẽ là cái máy giặt sấy. Giặt máy sấy trong đây rồi kìa. Dạ. Rồi sau đó một cái phòng ngủ kế tiếp. Phòng này rộng rãi hơn nè. Ờ. Phòng này đó, phòng này rộng rãi hơn. Phòng này thì cái phòng này cái thì closet. Closet bên trái đây. Phòng này thì cái cửa sổ nó nhìn ra phía trước nhà. Sáng sủa. Đó, thấy chưa? Trời ơi đã dễ sợ. Nè. Đó, cái bên đây cái closet. Cái này cái gì đây? Closet hả? Rồi bên này là cái phòng tiến sâu tắm. Vô này gì à, phòng tắm đó. Phòng tắm nhưng mà trong đây có một cái phòng closet nữa, hình như cái phòng này để phòng đựng gì á hay closet vậy à, bự dữ vậy hả? Trời đất ơi. Ừ bự ha, giống như được một cái phòng ngủ nhỏ luôn á. Phòng nó sao chân cũng dài dữ vậy trời. Ok, đang xây thành ra lu sơ bu hết. Dạ. Yeah. Sau nhà này là 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Gần 2.200 square feet và cái giá là 305.000. Ok. Thì hồi nãy giờ mình đã xem một căn nhà lâu và một căn nhà trệt. Thì cái giá của khu vực này là 250.000 tới 330.000. Thuế là 3.2% trước homestead. Sau khi xin giảm thì còn 2.85 rồi 2.8. HOA thì 500
85 đồng một năm. Trường học là Tomball ISD. Mình đi ra highway ở khu vực này cũng rất là gần, cỡ tầm 5 phút lái xe. Thì nếu mà anh chị em có những câu hỏi, thắc mắc hay là mua nhà ở Texas hay là khu vực này đó, thì hãy gọi cho em. Hiện tại thì khu này còn đang xây rất là nhiều nên giá còn rất là rẻ. Và hai căn nhà hồi nãy giờ mình quay á, là họ đang bán. Nếu mà anh chị em nào muốn mua hay là muốn build, mua đầu tư để ở hay là cho thuê, thì hãy gọi cho em. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Hoặc là bình luận bên dưới cái video. Các anh chị hãy bình luận bên dưới cái video. Có những câu hỏi nào thì bình luận bên dưới cái video. Like and subscribe cái channel này để em và anh Tony có thể đi quay thêm nhà, quảng cáo nhiều khu vực ở vòng thành phố, những khu vực mà nhà giá dưới 300 hay là nhà đẹp, thuế rẻ, HOA rẻ, trường học tốt, không ngập lụt. Thì anh chị có những yêu cầu nào thì hãy cứ comment bên dưới. Rồi chúng em sẽ làm những cái video đó để giới thiệu cho các anh chị. Đừng quên để lại một cái subscribe và bấm cái chuông cái bên để theo dõi những cái video mới nhất trong channel của Tony Lee Houston. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Have a good day. Bye bye.